Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phát triển năng động vào bậc nhất thế giới, nơi có nguồn hàng tập trung và luồng hàng giao lưu mạnh, cùng với nền kinh tế có độ mở lớn trên 200%. Thời gian qua, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử luôn tăng trưởng ở mức hai con số, vân vân. Việt Nam được xem là một quốc gia có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển ngành dịch vụ giao nhận kho vận logistics. Tại hội nghị phát triển dịch vụ logistics vừa được tỉnh Quảng Ninh tổ chức, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, ngành dịch vụ logistics Việt Nam đã có những bước phát triển rõ nét, vươn lên đứng ở top đầu các nước có chỉ số logistics thị trường mới nổi với tốc độ tăng trưởng khá cao, từ 14 đến 16% một năm. Khi nhắc đến Quảng Ninh, mọi người thường nghĩ ngay đến du lịch và năng lượng. Tuy nhiên, tỉnh này có vị trí địa lý kinh tế thuận lợi với hệ thống cửa khẩu quốc tế, kết cấu hạ tầng giao thông gần như hoàn thiện và hiện đại nhất cả nước với đủ 5 loại hình vận tải là đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, đường biển và hàng không. Do vậy, Quảng Ninh có rất nhiều lợi thế để phát triển dịch vụ logistics, giúp kết nối, giao thương với các tỉnh, thành phố trong cả nước, khu vực và quốc tế. Quảng Ninh là địa đầu miền phía Đông Bắc, để tạo được cái sự kết nối động lực là cửa ngõ liên thông sang phía Trung Quốc và ra phía nước ngoài. Cái thứ hai là gì? Là gắn kết cùng với đó thì sẽ có cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa Quảng Ninh với Hải Phòng, với Hà Nội, tạo nên cái tam giác ba cái tỉnh, có thể nói ba tỉnh thành phố để phát triển và tạo động lực để thu hút kết nối với các cái tỉnh xung quanh. Và cái điểm thứ ba quan trọng hơn là không phải chỉ có ở cái chuyện phát triển vùng ở phía Đông Bắc, mà chúng ta còn thực hiện các cái nghị quyết khác của Bộ Chính trị liên quan đến phát triển vùng của ở phía Tây Bắc và các cái vùng xung quanh miền Trung hoặc là toàn quốc. Thực tế những năm qua, quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Quảng Ninh đã ban hành các cơ chế, chính sách, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho ngành dịch vụ logistics phát triển, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, cũng như một số địa phương trên cả nước, bên cạnh những kết quả đạt được, dịch vụ logistics ở Quảng Ninh hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mình, cần có những giải pháp mạnh mẽ, đột phá hơn để thúc đẩy ngành dịch vụ quan trọng này phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Do vậy mà tại hội nghị lần này, gần 600 đại biểu đại diện cho các cơ quan chức năng, các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp, đề xuất nhằm giúp Quảng Ninh phát huy tiềm năng thế mạnh, nội lực để phát triển ngành dịch vụ logistics. Chi phí nâng hạ nội địa trong vòng hơn 15 năm qua gần như không thay đổi, thì điều này nó không phù hợp với cả cái thực tế khai thác hiện tại. Do vậy, trong một số trường hợp về mặt hiệu quả cho một công ty đầu tư hạ tầng về logistics hay về cảng, thì việc mà tăng các phí xếp dỡ thì nó cũng là một cái giải pháp cần thiết đấy, để cho doanh nghiệp là có thể cover, có thể cân đối được cái chi phí. Tôi biết rằng sân bay Vân Đồn là tương lai sẽ thành trung tâm logistics của tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi cũng có nguyện vọng rằng là muốn đưa sân bay Vân Đồn sẽ đưa rất là nhiều hàng hóa của Việt Nam như yến hoặc là những sản phẩm hải sản để sang cập bến của bên Hải Nam Trung Quốc. Và thứ hai là Hải Nam có muốn mở một tuyến tàu thẳng từ đảo Hải Nam, cảng Đông Phương tới cảng Cái Lân. Hy vọng rằng là rất là nhiều doanh nghiệp của Việt Nam sẽ cùng tham gia để đặt khu kinh tế Hải Nam để bán được hàng. Với những cái cơ chế chính sách của chính phủ, đặc biệt những cái chính sách liên quan đến vấn đề là ưu tiên về thuế hoặc là giảm thuế luôn là một cái động lực vô cùng quan trọng. Và chúng tôi nghĩ rằng với những cái chính sách chủ trương rất là đúng đắn kịp thời như vậy của nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đã trải qua những khó khăn trong giai đoạn Covid-19, chắc chắn sẽ tạo ra một cái niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp logistics Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp logistics ở khu vực phía Bắc, đặc biệt là Quảng Ninh, một cái sự sẵn sàng trong cái việc là có những cái sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa và đa dạng hơn nữa các dịch vụ logistics của bản thân các doanh nghiệp, để chúng ta có thể đáp ứng được những cái nhu cầu không chỉ của các doanh nghiệp chủ hàng tại địa phương mà còn các doanh nghiệp ở trong cái mối quan hệ liên kết vùng. Qua hội nghị thì các cái nhà chuyên gia, các cái nhà khoa học đã đóng góp rất nhiều các cái giải pháp cũng như là cái đánh giá cao về cái tiềm năng lợi thế của tỉnh. Trong thời gian tới thì Sở Công Thương tiếp tục chủ trì và tham mưu cho ban tỉnh để triển khai các giải pháp và tham mưu cho tỉnh ban hành xây dựng một cái đề án phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới để góp phần vào phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Để tạo được những thành tựu bứt phá trong lĩnh vực này thời gian tới, các bên liên quan đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU về hỗ trợ xây dựng đề án phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, hợp tác phát triển hạ tầng logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đào tạo nhân lực ngành logistics và hỗ trợ chuyển đổi số trong dịch vụ logistics.